cây rồi. Có một cái chân giò 4 năm không vật. Cây rồi. Lấy cây ra đấy. Có cái chân giò 4 năm không vật. Cắt cắt tiền tỷ đấy. Cho công trà nóng gì nhá. Giờ đang mày giao kéo về giờ mày cướp. Cắt bỏ hẳn cái đấy anh. Bỏ hẳn luôn. Làm con đổ mà. À, lên. À, rồi rồi. Chậu ấy. Con này mai làm con hoành đẹp. Con dựng đồ của đồng hoành. Cái này là cái chức không? Đúng ra mấy cả đồ rồi. Đấy. Rồi rồi. Giờ anh cỏ sắc cho nó lại cùn. Cùn đi lại mai. Anh nhờ. Nói chung là tao thì nó mới cool thì mới mai 100% thì tao làm lại được khoảng 90% được rồi. À, đấy không gọi anh chuyển ra để không làm được từ đầu nên nó đỡ cái công đường đi quay ra đấu giá như lại cái là cái cục nó chất nó lại mập mai nó bị hết mà đấy rồi ôi đứt ăn nó để cục lùn đi em cốc chấm nhá. Mẹ đây, dựng đây này, dựng đây chặn giật phát cái bông nó xuống thế này, phát cái đường rồi. Rồi. Có khi phải mai sắm cái xô đây anh em mà tè vào đấy lấy về tưới cây, tốt lắm, mướt lắm. Đỡ phải. Tưới nước giải pha cho mẹ giấy lắm. Lá mẹ, lớn trong giấy luôn. Lá mẹ mỡ như là bôi mỡ. Ghê đấy, lúa kìa. Đấy, thầy này đang nghiên cứu ấy. Thầy gì hả? Quên. Đúng kìa. Bé tí có quả này. Già dạ. Đây là cẩm thị, hôm nay nhiều cẩm thị thế. Đấy, sáng ngày mới bếch chậu khi nào đây, chắc bán rồi. Cẩm thị đây. Có cả đi đâu mất rồi. Cẩm thị. À cũng không nặng đâu. Không nặng. Cái món này nhiều bác làm nó dày cái thành nó nặng khuỷu nó đúc cái đít này nặng khủng khiếp mình nặng là ngại mà nặng lại thành cục mịch làm thanh thoát đi một tí thì lại hay chuối đây nhiều cây rừng thế nhiều đồ khai thác thế. Đây số rồi không thấy người thì alo hỏi giá nhá. Sim mỗi viên ông có một cây sim gốc cây này kiểu như là trong rừng trâu ăn ấy cũng lên chí chít. Ông đang vặt cái gì đây? Vặt cái gì đây? Ô tô, đứng lên cái đã, đứng lên cái đã. Đấy kìm mà cắt. Mới cạp đây. Đồ nhiều đây. Đục chỗ này nó nảy. Đây à, vừa nó vắt vào đây sao mà nhìn này. Đây này, quấn cổ. Thắt cổ. Quấn cái mầm này cũng to được luôn. Thật. Càng ngày nó càng ngày càng tóp lại. Cắt mẹ. Rồi. Đang xô chậu. Đấy. Đấy. Chợ cái này bao nhiêu tiền anh nhỉ? 5 triệu. Cái này mà có lá một cái là nhìn như cây xong rồi.
đấy, xanh quê già mỗi tội quê, quê cũng được sao? Cái quê cho lên phố. Đấy, cây quả nhập móng sợi lá móng đây cũng móng này. Đấy. Nhìn lá móng nó rất là gọn, thích. Rẻ này mà không ai múc nhỉ. Đây, cây 3 triệu đây. 3 triệu đây. Hai thân 3 triệu. Cây này cũng 3 triệu đây. Quê cổ. Cây này ra ra lộc đẹp ghê nhỉ. Bắt đầu. Đỏ như cây tây nhỉ. Đỏ từ cái nhú ra là đỏ. Xong bắt đầu hồng hồng dần, đẹp hết. Cây cũng là một cây đấy nữa. Đây nhiều phát tài thế, phát lộc thế. Chào chị. Mở hàng chưa? Đấy, mở hàng chưa? Cái ổi tàu nó bao nhiêu tiền đấy ạ? 4 triệu. Đấy. Đây, số đây. Cái si to này thì sao? 12 triệu. À hôm trước để dưới đây đúng không? Cái túc này. Cái túc này thì bao nhiêu tiền? 4 triệu, cây sung. Đấy, sung túc, sung 3 triệu rưỡi. Túc 4 triệu. Kia 12 triệu. Ổi 4 triệu, ok, cảm ơn chị. Bắt đầu quay chi tiết. Phần giò ác ấy. Một tàu. Đấy, cái si hôm trước để cũng mang đi chợ nên to lắm. Ngọc Anh. Nên chưa thấy cái đồ nào mình ưng các bạn. Đấy, có mẫu đơn, tín đồ mẫu đơn các bác này. Giả. Cái này thì bao tiền ạ? 3 triệu, còn cái này 3 triệu rưỡi, còn cái này 5 triệu, 5 này, này 3 triệu rưỡi. Mẫu đơn. Đứng vào đây cho dễ quay cho cái vướng ô tô. Đấy, alo số của Trinh chiếc trên ô tô nãy các bác nhé. Từng mẫu đơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 thân. Danh danh à. Danh danh cả đó này. Danh danh cả đó đây. Đây cái túc này. Ôm vỡ cả cái chậu ngày xưa đây. Túc các bác nhìn lá túc này. Thân nó tím nhé. Thân và tay cành nó tím, lá nó dày, nó dài như này, gần nó rõ, chứ lá sộp nó mềm hơn và nó tròn hơn một xíu, mềm hơn. Và cái thân của cái cây sộp nó cũng không tím tím như này. Phân biệt, nhìn nhiều là biết rồi. Thôi, đứng ra ngoài quay cái sung, mình còn có cái ba lô đằng sau mà cứ hay quệt vào cây là hỏng cây. Đấy, 3 triệu thì sao? Vừa nãy bảo bao nhiêu? 3 triệu. Tư duy kìa. Bác nào tư duy về phá được không? Đấy. Rồi, cảm ơn chị.
trong cũng được bán tiền, để cho nó bán tiền đó. Trong kim đây này. Chậu to lắm. To thì mà phải chấp nhận nhỉ. Này nó gọi là cái gì nhỉ? Cái sam ngọc. Sam ngọc à? Đây trồng chìm ở đây làm cái rừng U Minh. Đấy, cây này kiểu như hình như cơ trâu hay là con dê nó ăn cái cây này đúng không? Bò, dê nó gặm, nói chung là nó gặm, dê đấy. Nó gặm thành như này, núi có cả tổ cu, tổ cò trong này này. Châu ị bà sao á? Đấy. Trông như cái bãi cứ trâu. Đấy, nhiều này ra. Mua xong này có được con gì trong ý thì thôi được. Đấy, cái này bao tiền ý bác nhỉ? Đây là 800. 800, hơi hợp lý quá. Hợp lý, dễ chơi. Đấy. Này nhiều hàng khai thác ghê, cứ con cẩm thị kia thì bao nhiêu? Ở trên xe ấy. Con kia ăn xong chuẩn bị 3 triệu. 3 triệu, đấy. Bắt đầu lên rồi đấy. Con này triệu rưỡi. Con lúa này. Con lúa này cũng triệu rưỡi. Con cái chậu kia thì bao nhiêu cái? Chậu kia 250. 250, kích thước là cái ba lọt lòng chắc khoảng 20-25 nhỉ. 20-25. Cái này kiếm tiền quá. Lọt lòng chắc khoảng 30 đấy, không biết có được 30-25. Còn cái chỗ này thì không được, nó kiểu khánh thôi, đang kiểu khánh ấy. Trà Phúc Kiến này rất nhiều đồ rừng. Đấy, cái cây này tiếp dày chi chít mà nó cứng lắm, cứng thôi rồi. Ba gốc này không biết có chung một cổ không hay là rời nha, chắc nhưng mà kiểu gì nó mọc tự nhiên, chắc nó mọc cùng một chỗ đấy. Đồ dễ thi hình này, dễ thi hình nó chỉ trăm loanh quanh trăm thôi quá. Đây là mấy trồng, đây là cây hải châu loạt hải châu. Ok, để sang bên này.